Hôm nay ngày 25 Tết đi lên mình dọn dẹp mã vợ, phần mộ của vợ, giờ đi đi đây giờ mới có rảnh. Tiếp khách bây giờ mới có rảnh. Đâu có sung sướng đâu. Giờ phải đi. Đã giờ đi qua quê đây. Giờ phải đi vậy thôi. Buồn ghê, nỗi lần đi lên đây là thấy buồn. Rất là đau. Không có nỗi đau nào bằng đau mà tết nhất là gì nè. Giờ mấy con này cũng chạy chậm quá, mình thì mấy tốc độ mà anh chạy gì sao mấy đây, 1 phút rưỡi, 2 phút, trời 2 phút đấy. Giờ phải lên cầu trời ông Phật cho được bình an. Đâu bây giờ về vô thăm mà má vợ để đúc nhiên. Rồi dọn dẹp mã vợ ra sạch. Để đi. Đợi đường đi vào. Giờ đi lại thăm là đột nhiên. Mấy ông kêu mình vô thăm, ở con vô thăm đi. Đường đi cho chạy 50. Giờ là Nhiên này đẹp chưa? Nhiên đẹp quá chừng á. Bông hoa để bán quá chừng. Con này màu gì anh? Cái màu gì? Con này màu gì?
đến nơi rồi. Đây được. Nước em đón Tết lên thăm em. Tốt nghe từ nãy xong rồi lại quay quay. Các bạn dừng bài thanh ấy như chẳng cái cây uống nước này. Hôm nay ngày 26 Tết. À, hôm nay ngày 25 Tết. 25 Tết lên lũ lau hết dọn phần mộ của em. Cùng ghê. Thank you.
đúng nhiên ở trong xóm thì mấy người trong xóm kia lúc này trái cây uống nước dân bẻ
admin kêu. Bỏ gì đâu. Đèn bạc đi, đèn đèn đô. Nước gì? Lần này tao ngủ.
anh về chuẩn bị chở Hưng. Chở Hưng đi học anh Giang Y La. Chạy giờ em ở đây có gì báo mộng cho anh. Hai báo mộng cho anh. Có căn gì báo mộng cho anh giờ đi về đưa nó phía ông về em uống nước. Em chết em mất hôm nay cũng 7-6 thành 4 ngày chín tiếng. Ba mươi bảy phút buồn ghê. Em lại với lại anh này có gì bỏ mộng chăng, chăng gì bỏ mộng chăng. Về về nhà Đức đường hơn đi học bên đường lên nghĩa trang bán bông đẹp kia hai đường đây là 25 tháng rồi. Xấu, tôi giết được con xấu đến con người.